Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game là Minion Rush và mình là Thanh NG đây. Thì nếu anh em đã thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Hôm nay ngày thứ 5 mình đăng nhập và mình sẽ nhận được thêm cái mảnh của con Minion đây. Và chúng ta sẽ next thôi. Đó. Cái gì ta? Limited time à? Để mình sẽ kiểm tra xem thông tin. À, bán giá 19 đô này. Con này có giới hạn thôi anh em. Và nhìn xem khá đẹp. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục là chơi cái này nhá. Mình tiếp tục là chơi cái màn chính này. Ở đây thì mình sẽ chọn là con Minion khác đi. Ở đâu nhỉ? Chúng ta sẽ chọn là đây. Mình hiện tại mình có chỉ có 3 con Minion thôi. Và mình đang cố gắng là mở thêm một số con nữa ở trên này. Ví dụ như mình đang sưu tập cái mảnh giấy đúng không? Cái tờ giấy ở chỗ nào nhỉ? Cái từ. Chúng ta sẽ dùng cái con Classic nha anh em. Equip này. Rồi. Và chúng ta sẽ chơi tiếp cái nhiệm vụ thôi. Mình sẽ có 3 lần chơi. Hai lần. Sử dụng coin luôn. Ngay và luôn. Let's go. Lên nào. Lướt. Rồi. Mình đang active một cái đồng coin đúng không? Nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải ăn đồng coin thôi. Con ngựa này. Ê. Lướt qua đồng coin kìa. Đây rồi, đồng coin đây. Ngựa này. Ăn thêm con nữa. Đây bên này. Đúng rồi. Ngựa rất là nhiều luôn. Một đống ngựa luôn. Phát nữa này. Ô, mình hết đồng coin rồi. À từ từ nha, mình sẽ cho tiếng nó nhỏ đi một chút. Tiếng nó hơi to quá. Rồi đó, chúng ta sẽ quay trở lại nào. 3, 2, 1. Và mình sẽ cần thu thập 3 cái ngôi sao. Đủ 3 ngôi sao thì mình sẽ được thưởng thêm một cái đồng coin nữa. Gần như phải có đồng coin thì chúng ta mới có thể vượt qua được cái này được. Coin kìa, tốt. Tăng tốc độ lên. Tốc độ tối đa này, ăn con ngựa nữa. Con ngựa 7 màu. Ngựa đồ chơi. Thời gian sắp hết rồi. Trong một cái màn này hình như là có từ 3 đến 4 đồng thì phải. Ồ, và mình đã vượt qua được cái map này. Ngon. Và mình sẽ được thêm một cái hộp để mở ra nữa này. Cũng được. Cho sẽ còn một lần chơi nữa này. Thoải mái đi. Golden. Đấy, và mình sẽ sắp lên được cái này rồi. Trừ thêm một năng lượng này. Khi chơi xong cái này thì mình phải đợi thêm khoảng là 12 phút. Sử dụng. Tí quên. Tí là không dùng à. hơi mệt. Nó yêu cầu là 205 trên 125. Khó đây. Chúng ta phải lấy gần 100 cái cơ. Nào này. Chỉ xác là khoảng 80 cái, 79 cái. Vào đi. Hắn coi ôi. Tuy nhiên bỏ qua một con ngựa rồi. Ngựa đâu, ngựa vào đây. Rồi. Chúng ta được 138. Theo mình nghĩ phải đánh khoảng 3-4 lần. Nhưng mà trước hết thì cần phải tìm ngôi sao đã. Nào. Rồi, ngôi sao kia. Ngôi sao phát sáng. Ôi, nó tí nó lừa mình. Nó để luôn một cái xe ở đấy luôn kìa. Quả lẽ là chúng ta không nhanh thì chúng ta có thể chết luôn đấy. Tốt. Lên nào. Coi này. Vào đây. Mình đã được 150. 151. Sang bên này. Tốc độ kia có đầu coi kia. Bằng mọi giá phải ăn nó. Cố gắng là chúng ta sẽ lên được khoảng là 200, 205. Không biết có được không. Cài nó càng nhanh lên. Rồi. Thêm nào. Di chuyển nhanh thế này mà có thể. Mất một con rồi. Hai con luôn. Chúng ta mất hai con rồi. Vượt qua. Tốt. Đông ngay. Oh man. Mình đi cái này à. Cái này mình cực kỳ khó chịu luôn đấy. Tại vì nó không thể nào bằng được như ở trên điện thoại.
Còn thiếu một cái ngôi sao kìa. Xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới. Có con ngựa đây. Trên này có cả ngựa kìa. Ây. Tốt, 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 tốt. Chúng ta không bị dẫm vào mấy cái quả thiên thạch dung nham. Ồ, mất lượn luôn. Đáng sợ thật. Bây giờ là sẽ là hút chuối 163 trên 205. Tiếp tục thôi. Chuối nào, chuối nào, chuối nào, chuối nào. Rồi đó. Chạy đi đâu. Ô, oh, trời ơi. Khó chơi phết. 163 trên 205. Chắc mình phải chơi thêm mấy lần nữa mới được. Và mình được thêm một đồng coin này. Nhưng mình hết lượt chơi rồi. Phải đợi hồi năng lượng thì chúng ta sẽ có thêm một lần chơi nữa. Trên này sẽ là có một cái món quà đây. Phía trên này mới là lắp 1. Còn lâu. Chúng ta sẽ lên trên này nha. Ok. Tiếp tục là chơi ở cái này. Level 29 Minion. Minion sử dụng chân vịt à. Cờ này nó yêu cầu mình làm cái gì đây? Là chúng ta phải nhảy á. Hơi khó hiểu nhờ. Mình sẽ không ăn cái nhân tốc độ đấy. Nhanh lắm. Khó chịu. Nhân 2 ạ. Cái này thì phải ăn này. Chắc chắn là như vậy. Nó sẽ nhân 2 chuối chúng ta. Lên. Một phát nữa này. Sang bên phải. Tốt. Chúng ta có 103 chuối. Sẽ bắn kem à. Sao mình quay trở lại cửa biển vậy? Mình nhớ là mình đang ở trong cái cửa khác cơ mà nhỉ. Thế quái nào mình ở chơi cửa biển vậy? Chúng ta chưa được một cái miếng nào cơ ấy. Khó quá rồi. Ok. Nào nào nào, tiến lên, tiến lên, tiến lên. Tốt, tốt. Xuống dưới luôn. Lên trên. Nhảy quá. Không vấn đề gì cả, không vấn đề gì cả. Vẫn là không vấn đề, nhảy lên. Ok. Cho phải nhảy mấy lần đấy. Cái đấy không phải cái nhảy đúng không? Cái nào nhỉ? Cửa này có vẻ khó quá. Ui, cái này mới khó chịu này. Cái xe bán kem này. Ôi giời, biết ngay mà. Chết luôn mọi người. Hay quá nhỉ. Mình mới chỉ được cái ấy thôi. Vẫn chưa được. Cửa này khó quá. Vẫn vượt qua được đúng không? Chỉ được không 3 sao thôi. Chỉ cần hoàn thành 1 sao là được rồi. Cái này là cái nhân 2 đúng không? Mình chỉ cần phải ăn cái nhân 2 để nó tăng lên. Lên. Lên nào, lên nào, lên nào. Chuối kìa. Bình tĩnh. Ăn chuối đã. Tính sau. Thêm nữa này. Con ngựa. Đúng rồi. Ngựa cũng được. Ăn thêm chuối. Chúng ta sẽ cần tiết kiệm chuối để mua thêm nhân vật mới. Ơi. Lên, lên. Tốt, 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 tốt. Ăn được đúng một hàng. Mình phải có cái nhân 2. Chúng ta sẽ cần tìm cái nhân 2 đi. Mình cần 1 sao thôi để mình sẽ vượt qua cửa này được. Lên. Nhân XL bỏ qua nhá. Không nhảy được rồi. Cái này phải nhảy lên này, không nhảy xuống dưới được. Vẫn chưa có cái nhân 2 nhỉ. Nhân 2 chuối ở đâu vậy? Siêu hay à. Tốt, 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 tốt. Ôi. Nó bẫy mình à. Ôi. Sợ vãi trưởng. Mình hết khiêng rồi nha. Chúng ta bị dính chuột cái. Quả đen tí chết. Vấn đề là mình sẽ cần phải nhân 2. Không được. Chưa thể chết được. Chưa ăn được cái nhân 2, chưa thể chết được. Sao không có cái nhân 2 này vậy? Xà phòng, tránh xà phòng ra. Nào nào. Rồi. Nhân 2, nhân 2, nhân 2, nhân 2, nhân 2. Tốt. Lên này.
Ui, tí thì chết quả lúc nãy, sợ quá. Sao bên này? Đúng rồi. Mình phải ăn được chuối nhân 2 cơ thì mới được hơn một đấy đấy. Bắt đầu nhanh quá rồi đấy. Nhanh quá thể rồi. Ôi giời, vẫn được. Ơ, sao chạy qua cái đấy nhỉ? Cái đấy được mà. Ôi, mình lần đây mình đi sai như thế này đấy. Đấy rồi. Đóng băng. Tốt. Vấn đề mình cần thì ăn thêm một cái nữa, hai cái nữa thì chúng ta mới hoàn thành xong cái nhiệm vụ này được. Oh, bình tĩnh. Xong rồi. Đây rồi. Không phải vấn đề gì cả. Tốc độ chỉ nhanh hơn một chút thôi bạn. Oh, wow. Sắp full rồi. Không được. Ủa, tốc độ nhanh quá. Ôi giời. Không hề tưởng tượng là mình có thể vượt qua cái chỗ đấy. Nhưng vấn đề là không có nhân 2. Nào, lên. Chúng ta đi rất là xa rồi đấy. Đến cuối con đường chưa? Chưa. Cuối con đường này thì nó sẽ lại có con đường mới thôi. Liệu rằng chúng ta sẽ được 3x không? 3 sao không? Tất cả phụ thuộc vào cho có ăn được cái ba cái nhân đôi cũng không đã. Thôi, xác định là thử thách rồi. Ôi, cái kia không ăn thì để là lãng phí quá. Wow, 1500 chuối kìa. Được, lướt qua. Chắc chắn là như vậy rồi. X2. Đấy, dĩ nhiên rồi. Đấy, và mình đã hoàn thành luôn cái màn này. Quá hay. Phần thưởng xứng đáng đấy. Nhân 2 chuối sẽ được 3.200. Chúng ta sẽ xem quảng cáo đi. Chắc chắn rồi, tại vì nó có cái nhân đôi chuối mà. Không ăn hơi phí. Ok, chúng ta sẽ tắt cái tiếng đi vậy nha. Vì từ quảng cáo game, ra không phải quảng cáo game mà nó là quảng cáo cái gì đấy nhỉ? Sức rửa mặt à? Chắc là vậy. Nhưng mà cái này không thể nào mà bỏ qua được 3.200 chuối đấy. Đây rồi, xong rồi. Ồ, anh nách hộ em cái. Đã xong và chúng ta sẽ có 3.200 chuối. Quá ngon. Tuyệt vời. Rồi, 3.200 chuối đã thuộc về mình. Ô la la. Mình đang có bao nhiêu chuối nhỉ? Mình đang có 35.000 chuối à? Ít quá nhỉ? Ok, chúng ta sẽ sang cửa 30 nhá. Để xem mà chúng ta sẽ phải đối đầu với cái này phải nhảy bật nhảy à? Bật nhảy 3 lần. 265. Bật nhảy này, mình sử dụng bật nhảy nhân 2 này. Anh tip luôn. Rồi, ok. Mình đã có một lần bật nhảy được sử dụng. Kinh nghiệm rồi. Chiến thôi, cửa này không nó quá khó đâu. Dễ nhìn. XL bỏ ngay đi chứ. Nó là tác độ thôi, không tác dụng gì cho cái nhiệm vụ này cả. Ok. Mình cứ nhảy qua cái thanh sắt là chúng ta sẽ có được điểm thôi. Thế thôi. Lên, đúng rồi. Có rất là nhiều thanh sắt luôn. Nhân 10 rồi. Chúng ta sắp đạt được cái cột mốc đầu tiên rồi. Cái này nhiều khi nó bẫy mình đấy. Ôi, trời ơi. Trời. Chúng ta vẫn vượt qua được. Nhưng khá là tệ. Cái map này khá tệ. Mình đi được có một tí thôi. Golden này. Cái hộp màu đỏ, cái hộp vàng. Ô, đấu boss rồi đây, đấu boss đây. Trận này đấu boss rồi. Nào, tiến lên ta sẽ đấu boss, con thằng boss luôn. X2 sử dụng 40, cái này mất tiền đấy.
gây hai nhân hai lại sát thương cho bọn nó. Mình không cần lắm. Nhìn chung là cái đánh này cũng tùy thuộc vào từng trận. Lẻ lưỡi em ơi. X2 kìa. X2 vàng. Lên này. Ok. Chúng ta sẽ tiếp tục. Phía này nữa. Có mấy con tàu thôi. Đầu tàu xe lửa. Let's go. Lên. Ăn chuối. Sau này ăn chuối tiếp. Tiếp tục là chuối này. Sang bên này luôn. Chạy đi đâu. Đánh bot, đánh bot, đánh bot, đánh bot, đánh bot. Frester gì đó. Bắt đỡ hợi. Nhưng mày. Vào đây, vào đây. Không vấn đề gì cả. Ars. Tốt, 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 tốt. Vào này. Một phát rồi. Chúng ta cần 3 lần. Lần cuối khi mình cần phải sử dụng cái năng lượng này. Cái năng lượng này một ngày nó sẽ hồi một lần. Yabe. Yabe. Không biết cái này có trượt xuống dưới được không nhỉ. Lòng máng. Đã vãi trưởng rồi đấy. Mình rất thích cái lòng máng đấy. Thêm điểm, thêm điểm đi, thêm điểm đi, thêm điểm đi. Lên, 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 lên. Tốt, tốt, tốt. Bên này nữa này, thêm này. Ôi trời. Đập ngay vào cái này. Không kịp luôn. Rồi. Và mình sẽ vẫn vượt qua cửa này. Chắc chắn là như vậy. Mình chỉ cần hoàn thành được một cái thôi là mình sẽ vượt qua được cái cửa này luôn. Đúng không nhở. Chưa vượt qua rồi. Phải giết nó 3 mạng cơ. Mới thu hợp được có 15 cái mảnh cam. 39 mảnh cam sẽ được một cái hộp ở đây. Đổi thưởng, đổi thưởng, đổi thưởng. Cái này đổi thưởng rồi. Phía trên này cơ. Công trường xây dựng này còn rất là nhiều thứ. Qua từng màn một. 15 trên 18 này. Khá là nhiều thứ để có thể khám phá cái này. Và chúng ta sẽ kết tập ở đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Minion Rush. Bye bye.